Thaumaka, Isco đã bị bong gân mắt cá chân trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Với chấn thương này, tiền vệ 28 tuổi nhiều khả năng sẽ mất khoảng 10 ngày để bình phục và gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận mở màn La Liga khi Real Madrid làm khách của Sociedad vào ngày 21 tháng 9. Tuy nhiên, sau đó Isco có thể trở lại cho trận đấu gặp Betis ở vòng đấu kế tiếp. Mục tiêu của Real mùa giải mới là bảo vệ thành công ngôi vương La Liga và trở lại với vị thế số 1 ở Champions League. Ở mùa giải trước, phong độ của Isco không thực sự thuyết phục. Anh chỉ đóng góp 1 bàn và 2 kiến tạo sau 23 lần ra sân ở La Liga. Thông qua trân chủ Manchester United, Mason Greenwood đã lên tiếng xin lỗi sau scandal đáng xấu hổ ở tuyển Anh. Đến bây giờ tôi chỉ có thể nói là xin lỗi mọi người vì hành động đáng xấu hổ mà mình đã làm. Tôi cảm thấy mình thật vô trách nhiệm khi vi phạm các quy định liên quan đến đại dịch Covid-19, thứ đang bảo vệ chính cầu thủ chúng tôi, các nhân viên của đội bóng và cả xã hội. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Gareth Southgate vì đã để ông ấy phải thất vọng. Theo truyền thông xứ sương mù, với vụ vi phạm này, Greenwood cùng Foden sẽ bị treo dò khoảng 4 trận cho đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ trận đấu gặp Đan Mạch. Trent Alexander-Arnold đã giành được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm cho Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA bình chọn. Hậu vệ 21 tuổi của Liverpool đã vượt qua Marcus Rashford, Mason Greenwood cùng của Man United, Tammy Abraham và Mason Mount của Chelsea và Bukayo Saka của Arsenal để có lần đầu tiên được vinh danh ở hạng mục này. Arnold cũng là cầu thủ trẻ đầu tiên của Liverpool kể từ huyền thoại Steven Gerrard từ mùa giải 2021 tháng giải thưởng. Bên cạnh lọt vào danh sách ứng cử viên cho hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, Alexander Arnold còn nằm trong danh sách 6 cầu thủ hay nhất Premier League của PFA. Đây là yếu tố cho thấy sự vượt trội của Alexander Arnold ở giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ. Tiền vệ người Mỹ gốc Việt Lý Nguyễn vừa kết thúc hợp đồng với Inter Miami trước thời hạn để chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ khác tại MLS. Trước mùa giải MLS 2020, Lý Nguyễn được Inter Miami của David Beckham chia một thời gian chuyển nhượng tự do. Lý ký hợp đồng với Inter Miami đến tháng 6 năm 2021, nhưng tiền vệ này sau đó không được trọng dụng tại câu lạc bộ mới. Anh ra sân thi đấu 38 phút tại MLS kể từ đầu mùa. Việc chuyển đến New England Revolution hứa hẹn sẽ giúp Lý Nguyễn có cơ hội thi đấu nhiều hơn trong tương lai. New England Revolution là câu lạc bộ cũ của Lee. Anh từng trải qua 6 mùa giải tại câu lạc bộ này, ghi được 51 bàn và có 49 kiến tạo sau 191 trận đấu. Với việc ra sân trong đội hình tuyển Pháp ở trận đấu gặp Croatia, Eduardo Camavinga trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển Pháp kể từ năm 1914. Chỉ mới 17 tuổi và 303 ngày khi được Didier Deschamps tung vào sân trước Croatia. Theo Opta, người trẻ hơn Camavinga từ thi đấu cho tuyển Pháp là Maurice Gastinger, 17 tuổi 128 ngày. Khi ông ra sân vào ngày 14 tháng 2 năm 1914 trước Luxembourg, Camavinga sinh năm 2002, cao 1m82 là tài năng trẻ nổi bật tiếp theo của bóng đá Pháp. Tiền vệ 17 tuổi này đang thi đấu cho câu lạc bộ Gen và từng được xem là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid. Trong hai vòng đầu tiên tại Lyon mùa giải 2020-2021, Camavinga đã kịp có một bàn thắng và một kiến tạo. Sáng ngày 9 tháng 9, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội ông Chu Đình Nghiêm xác nhận với báo chí về tình trạng chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Cậu ấy bị đau trong buổi tập hôm 7 tháng 9 và được cho nghỉ đến ngày 8 tháng 9 để kiểm tra chấn thương. Văn Hậu bị giãn phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau, cơ gân kheo và xương trước sụn chêm. Theo các bác sĩ của đội thì Văn Hậu cần 4 đến 6 tuần nghỉ ngơi và hồi phục. Với chấn thương này, Đoàn Văn Hậu sẽ không thể thi đấu trong trận đấu gặp Cần Thơ ở tứ kết cúp quốc gia diễn ra vào ngày 11 tháng 9 tới. Lần gần nhất Văn Hậu gặp chấn thương là hồi tháng 3 khi còn chơi cho đội trẻ của Hà Nội.